Kính quý vị, sau 30 năm, Viện Kiểm soát Gia Lai xin lỗi một người dân oan đã khuất, tin từ Gia Lai. Cơ quan tố tụng tỉnh Gia Lai vừa xin lỗi người cuối cùng trong một gia đình có ba người từng bị kết án oan sai liên quan đến một vụ cưỡng chế nhà. Tuy nhiên, lời xin lỗi chẳng những đến muộn 30 năm mà người được xin lỗi cũng qua đời được hơn một năm. Đã vậy, nhà cầm quyền địa phương vẫn còn chưa trả lại căn nhà bị cưỡng chế sai trái cho gia đình này. Theo thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Viện Kiểm sát ở tỉnh Gia Lai hôm qua đã công khai xin lỗi ông Phùng Trọng Hùng đã quá cố về vụ án oan của gia đình ông xảy ra vào năm 1985. Ba dân oan thuộc gia đình họ Phùng ngụ tại số 14 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku. Tháng 8 năm 1985, người cha là ông Phùng Văn Cung bị kết án 3 năm tù vì không đồng ý giải tỏa ngôi nhà mình đang ở. Hai con của ông Cung là ông Hùng và bà Phùng Thị Kim Oanh đã phản đối đoàn cưỡng chế nên cũng bị bắt tạm giam. Sau một thời gian dài, các con ông Cung đã tìm cách minh oan cho cha và cho chính họ. Đầu năm 2011, Công an tỉnh Gia Lai nhìn nhận bản án 3 năm tù dành cho ông Cung là oan sai. Tháng 7 năm 2014, Viện Kiểm soát thành phố Pleiku công khai xin lỗi bà Kim Oanh. Nhưng mãi đến ngày 8 tháng 4 năm 2016, người cuối cùng của vụ án oan sai là ông Hùng mới được cơ quan pháp luật công khai xin lỗi. Tuy nhiên, ông Hùng đã qua đời hơn một năm và bà Kim Oanh nói rằng Bây giờ gia đình bà vẫn đang chờ đợi chính quyền trả lại tài sản đã thu giữ sai trái của họ cách đây hơn 30 năm.